Xin chào cả nhà, rất là vui khi mọi người đã quay trở lại với video Back to School Skincare và Makeup của Chloe phần 2, chính là về makeup, về trang điểm. Thì thật ra cái kiểu trang điểm này của Chloe nó không hoàn toàn dành cho tất cả các bạn học sinh sinh viên. Bởi vì như mọi người cũng biết là tùy môi trường khác nhau thì mình sẽ có những cái thay đổi như thế nào để cho phù hợp. Bởi vì như Chloe khi mà học trường đại học rồi thì tất nhiên là được thoải mái tự do trang điểm hơn. Nhưng mà những bạn học cấp 2, cấp 3 thì có thể là phải giảm xuống một chút. Thì thôi, Chloe cứ mời mọi người xem video này, vì trong video Chloe cũng sẽ vừa giải thích vì sao Chloe chọn làm bước này bước kia. Cho nên là bây giờ cùng mời mọi người xem video nhé. Thì thật ra Chloe cũng biết là Chloe đã có rất nhiều video trang điểm tự nhiên rồi. Cho nên là để cho video này nó thú vị hơn nữa thì Chloe đã nhờ các bạn ở trên Instagram gửi cho Chloe những cái câu hỏi về chủ đề Back to School mà mọi người muốn Chloe trả lời. Thì Chloe bây giờ Chloe sẽ vừa trang điểm và vừa trả lời những câu hỏi của mọi người nha. Trước khi bắt đầu những câu hỏi thú vị thì mình cũng phải nói về makeup một chút. Thì bình thường khi mà đi học á thì Chloe thích dùng những cái loại nền nó mỏng như là CC cream, BB cream hoặc là cushion. Thật ra dạo này Chloe hay dùng cushion nhiều nhất tại vì nó tiện lợi và nó có nhiều chức năng trong một, như là có cả chống nắng nè, rồi nó có cả cái miếng để dặm một cái miếng bone cushion rất là nhanh gọn lẹ đó. Cho nên là một loại mà Chloe rất là thích là của Innisfree. Đây là dòng hình như là dòng long wear, là dòng nó khô hơn dành cho những bạn da dầu sẽ rất là thích. Và Innisfree thì Chloe dùng màu số 23, Chloe cảm thấy là hợp. So với những dòng khác thì Chloe hay dùng màu số 21. Cho mọi người xem câu hỏi một chút. Chloe có xem sơ qua thì thấy là có rất là nhiều câu hỏi thú vị. Chloe sẽ lấy cái câu hỏi đầu tiên nhất mà Chloe đang thấy, là câu hỏi gần đây nhất của bạn. Bạn đặt tên hơi khó đọc một chút, Chloe sẽ screenshot sau. Có hỏi là hồi còn đi học thì Chloe sợ nhất là điều gì ạ? Câu hỏi này thì hơi rộng ha, nhưng mà Chloe có thể nghĩ ngay đến là hồi đó Chloe sợ sao đỏ. Tại vì Chloe hay đi học trễ giờ, từ cấp 1 đến cấp 3 lúc nào cũng sợ sao đỏ hết. Tại vì bị sao đỏ xong sẽ bị trừ hạnh kiểm. Điều thứ hai mà Chloe rất sợ đó chính là môn toán. Thật ra nha, đây là một cái nghịch lý. Bởi vì Chloe học môn toán được, Chloe làm được, nhưng Chloe chỉ rất ghét thôi, Chloe không muốn làm. Nhưng mà hồi cấp 3, đặc biệt là học lúc mà Chloe học trường quốc tế thì cái toán nó cũng đơn giản hơn toán ở trường Việt Nam. Thì lúc mà Chloe học ở trường quốc tế thì toán lúc nào Chloe cũng được điểm A hết, lúc nào cũng được trên 90 điểm. Nhưng mà Chloe vẫn ghét toán lắm. No. Và một điều sợ cuối cùng mà nó ám ảnh Chloe suốt những năm học cấp 2 là kiểm tra miệng. Tại vì Chloe là một người phải tự nhận là Chloe không có siêng. Nhưng mà Chloe chắc là cũng có giỏi nhưng mà không hề siêng, là Chloe đi về nhà không có học bài đâu. Chỉ khi nào mà kiểm tra một tiết á thì Chloe mới học bài, chứ mà kiểm tra miệng đầu giờ á thì Chloe không hề học bài hết đó. Cho nên là đó là một trong những khoảnh khắc mà Chloe sợ nhất thời đi học, đầu mỗi tiết. Bước tiếp theo, cùng với câu hỏi tiếp theo, Chloe chưa gì, Chloe thấy video này vui rồi. Câu hỏi của bạn Ngọc Loan 07 đó chính là chị ơi, làm thế nào để có động lực học tập ạ? Dạo này em kiểu chán ghét đi học luôn ý, mặc dù em cũng thuộc dạng học được. Chloe nghĩ một trong những động lực mà làm mà tụi mình muốn đi học nhiều hơn đó chính là có một crush ở trong lớp. What the hell did you just say? Hoặc là trong trường chẳng hạn, thì như vậy mình sẽ có động lực để đến trường, tại không chỉ là học tập thì còn có thể những cái vui bên lề nữa. Nhưng mà thật ra cũng không phải chỉ là crush không, mà nếu mà mình có bạn thân, mình rất thân, học cùng lớp rồi kiểu như là ngồi cạnh cùng bàn gì đó thì mình cũng sẽ rất vui. Bởi vì đến trường thì không chỉ đi học mà còn đến trò chuyện với nhau rồi gì đó, ăn bánh tráng trong lớp. Rồi đó là một chút vui vui thôi. Nhưng mà nếu mà để nói nghiêm túc một xíu á thì Chloe nhận thấy rằng tuy á học tập mọi người luôn biết đó không phải là con đường duy nhất, tuy nhiên Chloe nghĩ là khi mình có một cái nền tảng giáo dục tốt thì nó sẽ là một cái bước nền, giống như là một cái xi măng thật là vững chắc á, giống như là sau này khi mà mình cần làm một cái gì đó hoặc là khi lớn lên bất kể là công việc gì thì mình cũng có những cái kiến thức cơ bản cần thiết cho tất cả các ngành nghề
Đó, cho nên là mặc dù hồi xưa đi học Chloe rất là ghét những cái môn toán, môn lý, môn hóa thì cũng sơ sơ cũng được, nhưng mà ghét toán và lý. Đó, nhưng mà Chloe vẫn cố gắng học đều hết tốt những tất cả các môn. Tiếp theo thì Chloe sẽ đến với bước phấn phủ, và đây là một bước không thể thiếu đối với những bạn nào mà có da dầu. Mà Chloe tin là ở Việt Nam thì da bạn nào cũng ít nhiều cũng sẽ có dầu cả. Và nó cũng sẽ làm lớp nền của mình lâu trôi hơn. Thật ra Chloe biết á, đi học thì ở mỗi môi trường khác nhau thì Chloe cũng biết là có những cái nội quy trong trường khác nhau, và có trường thì giám thị rất là khó, cho nên là Chloe cũng mong là qua cái video này Chloe sẽ cố gắng làm nó đơn giản nhất có thể. Nhưng mà mọi người cũng nên xem xét cái môi trường của mình là như thế nào, và có thể là giảm bớt hoặc là có thể làm kiểu makeup này đậm hơn nếu bạn muốn luôn cũng được. Nhưng mà Chloe chỉ mong là người không bị gặp rắc rối nào thôi. Câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi về trường Chloe đang học, là trường RMIT. Câu hỏi của bạn Boo Becky là: theo như em biết thì Chloe học RMIT, em cũng là một học sinh chuẩn bị bước vào ngưỡng đại học, và em muốn hỏi chị là RMIT có những điều kiện thuận lợi với những bất lợi khi học RMIT được không ạ? Cảm ơn em vì câu hỏi này, bởi vì thật ra là chị cũng đang muốn thông báo với tất cả mọi người một việc quan trọng là trước giờ thì mọi người hay nghe Chloe nói là Chloe đang học ngành kinh tế tài chính. Tuy nhiên là sau một thời gian học và Chloe cảm thấy là mình không có phù hợp với cái ngành học này nữa, thì Chloe cũng đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, nghiêm túc đối với ba. Tại vì ngay từ đầu lý do vì sao Chloe học ngành này là bởi vì ba Chloe muốn. Nhưng mà sau khi Chloe học xong vài môn thì Chloe cảm giác là cái ngành này nó không phù hợp với mình. Như Chloe cũng có nói là Chloe rất là ghét toán. Cái ngành tài chính ở trường Chloe thì hầu hết chỉ là toán thôi, chỉ có nó chỉ nâng cao lên dần dần thôi. Và nếu mà đã không thích được như vậy thì mình không thể nào mà học tốt được, không có động lực để đi học. Cho nên Chloe đã mạnh dạn xin ba, và rất vui là ba Chloe đã hiểu và đồng ý cho Chloe chuyển qua ngành Digital Marketing, là một ngành mới hoàn toàn ở trường Chloe. Và Chloe sẽ là lứa đầu tiên học cái ngành này, cho nên mặc dù là có hơi rủi ro một chút, nhưng mà Chloe cũng cảm thấy là đây là một ngành nó sẽ phù hợp với những gì mà Chloe đang làm hiện tại, và nó cũng phù hợp với tính cách của mình. Thì đó là một chút thông tin về Chloe thôi. Còn để nếu nói về trường của Chloe á, thì điều thuận lợi mà Chloe nghĩ đến đầu tiên đó chính là bạn sẽ học trong một môi trường mà có nhiều học sinh từ nhiều quốc gia khác nhau. Như là trường Chloe thì sẽ có những bạn Ấn Độ nè, Hàn Quốc, những bạn từ Pháp, và từ nhiều quốc gia khác nhau, bởi vì có những chương trình exchange và chúng mình có thể kiểu trao đổi văn hóa một chút. Ngoài ra thì ở trường cũng có rất nhiều câu lạc bộ khác nhau. Chloe nghĩ là lên đại học thì cũng nhiều trường có câu lạc bộ, nhưng mà Chloe cảm giác là ở trường Chloe các câu lạc bộ được chăm sóc, chăm chút rất là kỹ càng, và mọi người thực sự khi mà tham gia vào những câu lạc bộ đó thì rất là đam mê và rất là nhiệt huyết với những gì mình làm, từ thể thao cho đến tổ chức event, cho đến dance club, music club, những câu lạc bộ về thể thao đó rồi đúng không? Đó, đó. Cho nên là đó cũng là một cách để dễ dàng kết bạn. Ngoài ra thì thư viện trường Chloe cũng là một cái niềm tự hào của học sinh. Ngoài việc có rất nhiều sách thì cũng là một không gian học tốt. Tuy nhiên để nói về bất lợi thì cái này không phải nói xấu trường, nhưng mà cũng phải công nhận một chút, là thứ nhất á, là trường Chloe không có bãi đậu xe hơi. Mà các bạn học sinh trong trường khi mà đi học á, thì phải đậu ở ngoài, phía ngoài đường sát trường. Nhưng mà đậu như vậy giống như là tự cá cược vậy đó, bởi vì công an đi đường đó phạt nguội rất là nhiều. Nhưng mà mãi thì vẫn chưa thấy trường giải quyết. Tuy Chloe chưa có tự lái xe đi học, Chloe thấy là rất nhiều bạn của Chloe bị phạt như vậy á, và cũng rất là tội mọi người, bởi vì mỗi lần mà phạt như vậy thì cũng rất là tốn rất là nhiều tiền. Và một bất lợi nữa, cái này không phải là bất lợi nhưng mà là một điểm trừ, đó chính là cũng phải công nhận là học phí trường RMIT cao hơn những trường khác ở Việt Nam khá là nhiều. Tuy nhiên là nếu bạn nào đang so sánh với việc đi du học ở nước ngoài thì thật ra Chloe thấy là cái học phí ở trường Chloe nó đã ở mức hợp lý hơn rất là nhiều so với việc đi du học. Thì cho nên Chloe mong là câu trả lời này nó đã đủ chi tiết cho bạn rồi ha. Bước tiếp theo chính là bronzer, và đây là một hộp bronzer cũ kỹ, rất cũ kỹ rồi, bởi vì Chloe dùng rất là nhiều. Và mặc dù Chloe có nhiều loại bronzer nhưng mà Chloe cảm thấy là Hoola của Benefit vẫn là một cái sự lựa chọn tốt, về mặt là cái màu nó rất là dễ dùng, màu nó khá là trung tính và giá tiền thì cũng rất là ok, và Chloe xài hoài cũng không hết. Mặc dù đi học thì mình không nên quá chú trọng vào việc tạo khối đâu, tuy nhiên Chloe cảm giác là nếu mà bạn nào mà có dùng cushion, có dùng lớp nền và có phủ phấn lên thì mình không nên để một cái mặt trắng bệch như thế này đi học, bởi vì như vậy nó sẽ mất tự nhiên. Cho nên là chúng mình chỉ cần dùng một ít bronzer nhạt nhạt thôi.
để mặt mình nó có thêm sức sống. Và câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi về trang phục. Chị ơi, chị làm video back to school mà thêm một tí về quần áo thích hợp để đi học đại học được không ạ? Tại em mới vào đại học ít mà tụi em không biết ăn mặc sao cho vừa phải, không quá lố cũng không quá mờ nhạt. Về vấn đề trang phục thì thật ra khi mà được mặc thoải mái rồi á thì Chloe lại nhớ về những năm đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 là bởi vì có đồng phục cho nên là chúng mình không cần phải lo nghĩ gì về trang phục hết. Bởi vậy cho nên là lúc nào cũng vậy, trong cái tự do thì nó sẽ có một cái gì đó mình phải lo nghĩ đúng không? Thì thật ra đối với Chloe đi học thì Chloe không có quan tâm đến việc là mình bị mờ nhạt hay là mình mặc quá. Nhưng mà Chloe quan tâm đến sự thoải mái hơn. Thì thật ra bởi vì như vậy cho nên là đi học Chloe cũng mặc đồ rất là casual, rất là bình thường. Thì Chloe thường thấy là mọi người sẽ hay mặc quần jeans và áo thun là nhiều nhất. Tuy nhiên Chloe lại thấy là quần jeans và áo thun thì thật ra là không phải dành cho tất cả mọi người. Bởi vì thứ nhất, bản thân Chloe thật ra lúc trước thì rất ít, hiện giờ là nhiều hơn rồi. Như lúc trước là có cả mấy năm Chloe không mặc quần jeans bởi vì nó quá nóng, Chloe cảm thấy là nó nóng. Nhưng mà dạo gần đây điều hơn thì Chloe bắt đầu mặc lại quần jeans. Nhưng mà cái lý do thứ hai thì Chloe cảm thấy là nó không phải là một cái sự lựa chọn tôn dáng dành cho tất cả mọi người, cho nên là không bắt buộc bạn phải mặc quần jeans áo thun, mà mình có thể vẫn có thể mặc đầm, nhưng mà tất nhiên là đầm cũng đừng quá ngắn, đừng quá hở vai, chọn những màu sắc không quá nổi bật. Hoặc là mọi người có thể mặc váy. Một combo mà Chloe cũng rất là thích chính là mặc váy, mặc áo và váy, và váy cũng đừng quá ngắn. Nói chung là mọi thứ đều không nên là quá ngắn hoặc là quá hở. Đơn giản chỉ là mình cảm thấy là cái bộ đồ đó nó hợp với tính cách của mình, nó tôn dáng mình và là mình cảm thấy thoải mái. Thì đó sẽ là những tiêu chí mà Chloe cảm thấy là hợp để đi học nhất. Chloe sẽ cố gắng chèn một số hình ảnh Chloe mặc đồ đi học cho mọi người xem. Trước khi nói về câu hỏi tiếp theo thì Chloe muốn khoe mọi người, đây là một cái case mà Chloe được một bạn follower mà Chloe gặp ở Meet & Greet Hà Nội tặng cho Chloe. Dễ thương không? Unicorn xong ở trong còn có kim tuyến này nữa. Tiếp theo một chút phấn má hồng cho má mình nó hồng hồng xinh xinh. Và trong video này thì Chloe chọn phấn màu Luminoso của Milani. Câu hỏi tiếp theo là về thầy cô giáo chủ nhiệm. Câu hỏi của bạn là: chị ơi cho em hỏi, có bao giờ chị đi học mà gặp ngay thầy cô giáo chủ nhiệm khó tính không ạ? Nếu có thì cảm giác lúc đó của chị như thế nào ạ? Thật ra mà nói thì Chloe nghĩ là Chloe khá là may mắn khi mà được học với những thầy cô chủ nhiệm rất là dễ thương, cho nên là cho nên là Chloe nghĩ là một cô chủ nhiệm hơi khó tính một chút là cô giáo chủ nhiệm đầu tiên Chloe năm học lớp 1. Chloe nghĩ chắc là lúc đó cô cũng không khó lắm đâu, nhưng mà bởi vì mình mới bỡ ngỡ từ mẫu giáo xong mình lên trường cấp 1 là trường tiểu học thì mình cảm thấy là cô có hơi khó thôi. Nhưng mà bởi vì cô khó như vậy, cô Chloe lúc đó tên là cô Thúy, Chloe nhớ họ tên của cô luôn là cô Lâm Hồng Lãm Thúy. Và lúc đó cô rất là đẹp và cô cũng được giải giáo viên, cái mấy kiểu như là giáo viên tốt thành phố hay là gì đó. Tại vì Chloe lúc đó còn nhỏ cho nên bây giờ cũng không nhớ kỹ nữa. Một đặc điểm về cô mà Chloe vẫn còn nhớ rất là rõ là cô viết chữ rất đẹp. Và bởi vì như vậy cho nên là cô muốn tất cả học trò của mình đều viết chữ đẹp cho cô. Chloe vẫn nhớ luôn cái chi tiết là một lúc mà mình tập viết á, lúc mà luyện viết thì lúc đó sẽ viết bằng bút chì, và khi nào mà bạn nào mà viết sai á thì cô sẽ không cho các bạn tự động gôm. Bởi vì mọi người biết á là khi mà mình còn nhỏ, đôi lúc mình gôm á thì cái trang tập sẽ bị nhăn hoặc là sẽ bị rách giấy, thì lúc đó cô sẽ đến từng bàn, các bạn giơ tay và cô đến từng bàn, cô sẽ gôm cho các bạn nào mà viết sai. Bởi vì như vậy cho nên Chloe rất là thương cô. Và một chi tiết nữa là sau này lúc mà Chloe lên cấp 2 rồi á, học lớp chắc là lớp 7, lớp 8 gì rồi, thì trong một lần đi hội sách Chloe còn gặp cô và cô vẫn còn nhớ Chloe luôn. Cho nên thông qua câu chuyện nhỏ này thì Chloe nghĩ là mình có thể rút ra được là bất kể thầy cô chủ nhiệm nào, tuy là khó hay không khó thì đều rất là thương học sinh của mình, và họ đều thương theo những cách khác nhau. Có người thì rất là vui tính, luôn muốn học sinh mình cảm giác là có thể trò chuyện với họ như là bạn bè, như là những thầy cô mà Chloe học trường lúc Chloe học trường quốc tế. Cũng có những thầy cô có thể dạy mình qua những cái bài học có thể là nghiêm khắc hơn, nhưng mà nhờ vậy mà mình có thể thành người. Đây là người bạn thân không thể thiếu Chloe mỗi khi quay video, nhất là những video lâu như thế này. Câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi thú vị.
Nhưng mà để mọi người chờ một chút xíu, giờ mình nói về lông mày trước đã. Thì Chloe biết là rất nhiều bạn quan tâm đến lông mày, bởi vì như An Phương nói thì Chloe được phù hộ bởi đường lông rồi. À, nhưng mà có những bạn thì lông mày nhạt hơn. Và thật ra thì Chloe thấy lông mày nó định hình rất nhiều của khuôn mặt của mình. Cho nên là mình vẫn nên kẻ lông mày một chút nếu mà bạn có thời gian một buổi sáng. Hoặc là nếu mà bạn cảm thấy là thoải mái với cái việc là make up hơi nhiều ở môi trường của mình. Bình thường thì Chloe thích dùng chì kẻ lông mày nhất. Tuy nhiên bạn nào muốn tự nhiên nhất có thể thì có thể dùng bột kẻ lông mày. Và loại chì mà Chloe dùng nhiều đến nỗi mà nó bông hết cái chữ ở đây là chính là của L'Oreal. Và đây là cây chì Brow Artist. Thì đây là một cây chì mà Chloe rất là thích bởi vì nó rất là mềm và dễ kẻ. Và ra màu rất là đậm. Không phải rất là đậm nhưng mà ra màu chuẩn. Rồi và bây giờ đến cái câu hỏi, chứ là không biết làm sao có thể vừa kẻ lông mày mà vừa nhìn thấy câu hỏi. Vì đọc câu hỏi trước. Câu hỏi của bạn Phương Khanh. Câu hỏi chính là: Chloe ngày xưa đi học chắc được nhiều người theo đuổi lắm phải không ạ? Đây là một câu hỏi khá là vui. Để Chloe nhớ lại coi có không ta. Tại vì không có thì nói có đừng kỳ. Chloe nghĩ là ở mức vừa phải. Sau một hồi suy nghĩ sâu xa thì Chloe cũng nhớ lại được một câu chuyện rất dễ thương từ hồi mẫu giáo. Và cái người bạn đó thật ra là Chloe vẫn add friend trên Facebook tới bây giờ luôn. Thật ra là sau này cứ gặp lại nhau. Chloe nhớ hôm đó là ngày 8 tháng 3. Và hôm đó thì không nói, thật ra là Chloe được nhận hoa khá nhiều. Ngoài cái chuyện tặng hoa đó thì Chloe vẫn nhớ một cái chuyện là cái cậu bạn đó thật ra là Chloe chơi khá thân trong lớp. Thật ra với cái trí nhớ cá vàng của Chloe á, thì những cái chuyện đó đáng lẽ Chloe sẽ không nhớ đâu. Nhưng mà chắc là đó là những người bạn thân đầu tiên của mình cho nên là mình nhớ. Thì hôm đó thì cái cậu bạn đó, ngay lúc mà mẹ Chloe đón Chloe về luôn á, thì cậu bạn đó như là tới cầm tay Chloe, xong rồi hôn tay một cái. Và cho đến bây giờ khi mà Chloe nhớ lại cái lúc đó thì Chloe thấy rất là dễ thương. Tại vì nó quá là tự nhiên đi. Đó, nên là đó chắc Chloe á là crush đầu đời của bạn đó. Thì đó, Chloe nghĩ là câu trả lời vừa rồi cũng chứng minh được là mặc dù không biết số lượng người thích là bao nhiêu, nhưng mà cũng có, Chloe cũng đã có người theo đuổi từ những năm học mẫu giáo rồi. Câu hỏi tiếp theo mà Chloe chọn được cũng là một câu hỏi rất là hay ho, nhưng mà sẽ tốn khá nhiều thời gian, cho nên là Chloe sẽ giới thiệu những bước vừa Chloe làm luôn. Đầu tiên Chloe sẽ đánh mắt một chút, nhưng mà thật ra đi học thì Chloe rất ít khi đánh màu mắt, cho nên là Chloe sẽ chọn những cái màu đơn giản mà mình chỉ cần dùng một hoặc hai màu thôi, như là cái bảng màu mắt Blend for Four Eyes của Etude House đây. Và Chloe hay dùng nhất là cái màu đồng này, nhưng mà mình có thể thấy là nó lõm vào nhiều nhất. Và Chloe sẽ chỉ dùng một màu này để Chloe đánh hết lên bầu mắt và một chút ở dưới này thôi. Và sau đó thì Chloe sẽ kẻ tight line bằng cây chì kẻ của NARS mà Chloe hay dùng. Và câu hỏi này chính là chị ơi gọi điện thoại hỏi thăm đứa bạn cùng bàn hồi đó đi chị. Chloe thấy đây là một câu hỏi rất là hay, bởi vì chưa bao giờ mà Chloe nhận được một câu hỏi như vậy. Và Chloe cũng không nghĩ là đây sẽ là một trong những câu hỏi mà mọi người gửi cho Chloe ngày hôm nay. Chloe nghĩ ngay đến một người bạn ngồi cùng bàn với Chloe năm học lớp 10. Bởi vì lúc đó bạn cùng bàn, cái bàn nó chỉ là bàn hai người thôi, cho nên là Chloe đã ngồi cùng với người bạn này suốt một năm học. Và cũng rất lâu rồi kể từ khi lần cuối hai đứa nói chuyện với nhau, cho nên là Chloe cũng hơi run một chút. Nhưng mà mình cứ gọi thôi. Thực ra là lâu đến nỗi mà Chloe không biết bây giờ người bạn này còn dùng cái số điện thoại này không. Nhưng mà cho mọi người xem một chút là người bạn này khá là đặc biệt đến mức mà Chloe đã đặt tên bạn như thế này, toàn với emoji thôi. Tức là hai đứa đặt tên như vậy cho nhau. Alo. Alo Thư hả? Sao nhỏ xíu. Quỳnh Anh nè. Có biết Quỳnh Anh nào không? Có biết Quỳnh Anh nào không? Biết, trời ơi, nghe đặt nhớ rồi. Nghe hả? Trời ơi, thương quá vậy. Tại vì hồi đó mình tao mày gọi nhau là Quỳnh Anh thì giờ tao mày luôn nha. Ê, Quỳnh Anh mới nghe nè, lát bữa tới nơi mình gọi cho tôi nghe. Ok, rồi, nhớ nha, nhớ gọi lại nha. Ok. Nghe giọng một cái mình nhớ là ok rồi, tại vì Chloe cũng vừa đổi số điện thoại, cho nên là các bạn học cũ thì cũng sẽ không có cái số này, cho nên là rất vui khi mà bạn vừa nghe giọng là bạn nhận ra. Hello. Hello. Đang ở đâu vậy? Thư đang ở đâu vậy?
Đi học. Đi học ủa gì nói chuyện xíu được đúng không? Nói đi. Ok. Nói chung là cũng hơi bất ngờ đúng không? Ê nhưng mà hồi đó mình nói mày ta không Thư? Đúng rồi. Bây giờ nói mày ta luôn nha. Anh em, đúng rồi, hồi đó là anh em nữa. Rồi hôm nay mày ta nha. Nói chung là tại vì tao đang quay một video mới. Chủ đề là Back to School. Và có một câu hỏi nói là Chloe hãy gọi cho người bạn cùng bàn hồi đó đi. Thì đó, cho nên là nhắc tới mày. Vậy nên sao rồi? Dạ, tao bình thường. Bình thường nói hả? Lúc rảnh là tao sẽ coi chương của mày đó. Hèn gì nãy gọi là nghe giọng giọng biết liền. Nhớ lại lắm. Thương quá, bữa nào gặp nha. Rồi. À, rồi khoan một câu hỏi nữa. Là bây giờ Thư hãy kể cho các bạn ấn tượng đầu tiên về tao đây Thư. Ấn tượng đầu tiên là Quỳnh Anh là rất là chẳng gặp nhau ở dưới sân trường rồi bế lên luôn. Xong rồi cứ có nghĩ là trời ơi, mà bây giờ vô lớp mà gặp cái con nhỏ này ngồi kế bên chắc xỉu, mà không ngờ là một lát lên tới lớp ngồi cùng lớp rồi ngồi cùng bàn luôn. Rồi trời ơi, không thể nào chấp nhận được. Rồi Quỳnh Anh nhớ luôn là nhớ hả, chào hỏi là không có bình thường đâu, Quỳnh Anh lại bỏ bàn chứ không có hỏi vậy cái rồi, gì rồi, có chết rồi mày bóc phốt rồi có gõ cửa hả? Gõ xuống này khóc lóc lắm, xong rồi cái tay xuống này có ai ngồi không chứ mình ngồi với. Xong rồi nó nói Thư đang ngồi trong sổ. Cái bạn trong mấy cửa sổ cái Quỳnh Anh nói là bạn có thể ra ngoài ngồi không chứ mình ngồi trong cửa sổ đi. Trời ơi, nó tức lắm. Quỳnh Anh nói bạn có duyên quá ha, anh ngồi nhờ rồi còn đòi ngồi trong cửa sổ. Thiệt đó, giờ nghĩ là mình tỉnh dễ sợ tỉnh. Không, nhưng mà sau đó thì bao lâu thì Thư cảm thấy là hết chảnh rồi Thư? Trời ơi, có một ngày thôi. Mới ngày thôi, thấy chưa, như là rất là đáng yêu biết không? Là cái nói chuyện lại là thấy mình đang hết chảnh liền. Trời ơi. Nói chung là, nói chung là cũng tại cái mặt đúng không? Đúng rồi, cái tướng đi nữa. Không gian như mà trong cái Q&A của mình đang nói luôn á. Thiệt luôn, cái tướng đi nhúng đúng không? Mình ăn là không có thích, nhưng mà nói chuyện rồi mới thích. Nói chung là thương quá, cảm ơn Thơ, cảm ơn mày. Trời ơi, cảm ơn mày, trời nhất tay nó vui ghê luôn, đãi đi mà đồ, nghe gọi hết hồn. Rồi vậy nha, tới học đi nha, bữa nào hẹn cà phê nha. Rồi, chúc mày quay video thành công như này. Ok, cảm ơn. Bye mày. Vui quá bạn Thư, thật là dễ thương. Thư với Chloe là học chung với nhau năm lớp 10 ở trường Trương Vương trước khi Chloe qua học trường quốc tế. Và đó, như mọi người cũng nghe là ấn tượng đầu tiên của rất nhiều người khi mà gặp mặt Chloe á là sẽ nghĩ là Chloe rất là chảnh, tại vì thật ra nói thật ra luôn là mặt Chloe bị cái Chloe nghĩ là resting bitch face. That's your resting bitch face. Là lúc bình thường á sẽ nhìn mặt như kiểu đang giận cả thế giới vậy đó, nhưng mà thật ra nói chuyện thì sẽ biết là Chloe không phải như vậy. Và cho cái viền mắt dưới này thì Chloe sẽ dùng cái màu đậm hơn, màu nâu ở đây. Và Chloe cũng muốn nói thêm một chút xíu là nếu mà đây là Chloe đang đi học cấp 2 hoặc cấp 3 thì chắc chắn là Chloe sẽ không đánh phấn mắt. Tại vì thứ nhất là môi trường nó cũng không có phù hợp cho lắm, và thứ hai là Chloe cũng không có nhiều thời gian như hiện giờ. Nên nói chung là mọi người vẫn hay nhớ lời Chloe là nếu bạn đi học ở trường mà thầy cô giáo nghiêm khắc một chút thì mình không nên làm quá nhiều như thế này. Nhưng mà những bạn nào mà muốn đánh mắt một cái màu nào đó cho mắt mình nó xinh hơn, ví dụ đi học đại học rồi đi, mà nó cũng không bị quá nổi bật hay là quá bình thường, thì mình có thể dùng những cái màu như thế này. Trước khi đi đến câu hỏi tiếp theo thì Chloe sẽ kẻ mắt viền mí ở trong. Bởi vì bình thường đi học thì Chloe dù cho có kẻ mắt thì cũng sẽ không kẻ mắt kiểu như là hất đuôi ra hay gì hết, Chloe chỉ làm thật nhẹ nhàng thôi. Rồi câu hỏi tiếp theo chính là chị Chloe ơi, cái này thật sự là một challenge, vừa kẻ mắt vừa đọc câu hỏi. Em muốn chị làm câu hỏi này trong vlog mới ạ. Khi mình không làm gì mà vẫn bị người khác soi mói, nói thẳng ra là ghét, thì chúng ta sẽ làm gì? Em trăn trở tìm câu trả lời nhưng cũng không thể khá hơn. Lần đầu bị vậy em cũng sốc lắm. Mong chị giải đáp giúp em với ạ. Chị share tip cho em về việc ứng xử khi bị ghét với, em buồn lắm. Cảm ơn chị nha, mà yêu Chloe. Cảm ơn Zoe. Trước khi trả lời cái câu hỏi khá là deep này thì Chloe sẽ giới thiệu màu son mình dùng luôn. Tại vì cũng có những bạn, rất nhiều bạn hỏi Chloe là dùng những màu son nào để mà không bị giám thị la, không bị phát hiện. Thì đây là một trong những màu Chloe thấy là nó tự nhiên nhất, là màu NYX Laundry, màu Exotic. Thật ra màu này Chloe đã cho nó vào cái video những thỏi son giá hợp lý mà mình thích nhất rồi. Bởi vì bên cạnh thỏi Cleo cũng là trong cái video đó.
Thì đây là một màu mà Chloe cảm thấy là nó sẽ gần cái màu môi thật của mình nhất. Cho nên là những bạn nào mà thích son liền thì có thể tham khảo màu này. Hoặc là thích son mà có dưỡng bong bóng chút xíu mà vẫn tự nhiên thì là Cleo. Để trả lời cho câu hỏi này thì Chloe cũng phải nói là Chloe rất là đồng cảm với bạn. Bởi vì lúc trước á, Chloe cũng bị như vậy, Chloe cũng bị tương tự. Và sau này khi mà mình nhận ra được á, là cho dù ở độ tuổi nào hay là môi trường nào, khi mình có bạn thì chắc chắn bên cạnh đó cũng sẽ có những người không thích mình. Bởi vì đó có thể là những cá tính nó quá là khác nhau, hoặc là người ta không hiểu bạn, hoặc là đơn giản như bạn nói là có những người mình không làm gì họ cũng ghét nữa. Phải ngưng lại để nói một chút xíu là nếu mọi người chỉ đánh một lớp mỏng như thế này thì màu rất là tự nhiên, đúng không? Nhưng mà nếu mình muốn đánh full môi thì cái màu này cũng sẽ không quá nổi bật. Quay trở lại với câu hỏi này thì Chloe nhận ra là sau này khi mình lớn lên rồi á thì mình sẽ thấy những cái chuyện này rất là bình thường. Và Chloe cũng mong là bạn sẽ không để những cái chuyện tiêu cực như vậy mà nó không hề đáng mình suy nghĩ một chút nào cả, đừng có để nó ảnh hưởng đến mình. Tuy nhiên thì Chloe thấy là đôi lúc những cái việc buồn cười như vậy, thứ nhất á, là nó cũng sẽ giúp mình nhìn lại bản thân của mình. Có thể là bạn không sai, hoặc có thể là bạn có sai một chút nào đó, thì nó cũng giống như là một cái gọi là hồi chuông mà đánh thức mình, thì nó cũng hơi quá, nhưng mà nó cũng sẽ giúp mình nhìn lại cái bản thân mình nó đã tốt đủ tốt chưa. Và thứ hai nữa là Chloe thấy nó cũng giống như một lời nhắc nhở là cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo ý của mình. Đến một lúc nào đó thì ai cũng sẽ có cuộc sống riêng, và tất cả những chuyện đó đối với cả hai phía nó cũng sẽ đều trở thành là không còn gì nữa cả. Và Chloe cũng muốn nhắn nhủ với tất cả những bạn ngoài kia, ai mà cũng đang trong cái tình trạng tương tự như thế này, là mọi người cũng đừng quá buồn, bởi vì ai chắc chắn ai cũng phải có những cái chuyện buồn chút xíu như thế này, và cũng nhờ những cái này mà mình cũng có thể trưởng thành hơn thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến hết video này. Và nếu mà có ai còn câu hỏi gì nữa về khoảng thời gian đi học của Chloe thì mọi người cứ đặt câu hỏi dưới phần comment và Chloe sẽ cố gắng trả lời thật nhiều nhất có thể nha. Chloe cũng xin chúc tất cả mọi người, bởi vì cũng sắp đến ngày tụ trường rồi, có một năm học thật là tràn đầy năng lượng, học thật là giỏi, và hơn hết là có thật là nhiều niềm vui cùng với bạn bè, bởi vì đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta. Chloe mong là kiểu makeup này cũng sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi đến trường, cũng như là giúp mọi người đỡ lăng tăng, đỡ suy nghĩ là đi học phải makeup như thế nào. Đó, Chloe sẽ gặp mọi người video lần sau. Stay gorgeous. Như Chloe cũng có nói là nếu một đó chính là đây là một câu hỏi khá là quan trọng nhất là hợp túi.